cái cây men có mọc khi lên. Là nó mọc cây men lên không tôi nói. Đây bức lá được không? Ấy cái này mà đi leo núi chắc cũng vui. Tôi định mua một vé thôi, còn vé sau là đi xe về á. Ờ, cho biết được hai đường luôn. Đúng không? Thôi đi xe về, tao ngán đi xe. Wow. Xe đâu mà đi? Hello, hello. Ê, cây có màu màu cam. Cái cây đó là cây Y Phong đúng không? Cái này là thực vật CAM á. Thực vật cam. Ơ, cái này đâu?